Xin chào tất cả mọi người. Hello everyone. 10 quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP. 10 richest countries in the world by GDP. Số 10 là Pháp, GDP là 3.99 nghìn tỷ đô la. Number 10 is France. GDP is 3.99 trillion dollars. GDP là gì? GDP viết tắt của tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện cho tổng giá trị tiền tệ hoặc giá trị thị trường của hàng hóa và dịch vụ thành phẩm được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian thường là một năm hoặc một quý What is GDP GDP stands for gross domestic product which represents the total monetary value or market value of finished goods and services produced within a country during a period typically one year or quarter số 9 là Vương quốc Anh number 9 is United Kingdom GDP là 4.03 đô la nghìn tỷ. GDP is 4.03 trillion dollars. Số 8 là Bồ Đào Nha hay gọi là Brazil. Number 8 is Brazil. GDP là 4.27 đô la nghìn tỷ. GDP is 4.27 trillion dollars. Số 7 là Nam Dương. Number 7 is Indonesia. GDP là 4.72 đô la nghìn tỷ. GDP is 4.72 trillion dollars. Số 6 là Nga. Number 6 is Russia. GDP là 5.47 đô la nghìn tỷ. GDP is 5.47 trillion dollars. Số 5 là Đức. Number 5 is Germany. GDP là 5.69 đô la nghìn tỷ. GDP is 5.69 trillion dollars. Số 4 là Nhật Bản. Number 4 is Japan. GDP là 6.72 đô la nghìn tỷ. GDP is 6.72 trillion dollars. Số 3 là Ấn Độ. Number 3 is India. GDP là 14.59 nghìn tỷ đô la. GDP is 14.59 trillion dollars. Số 2 là Hoa Kỳ hay gọi là Mỹ. Number 2 is United States or USA. GDP là 28.78 nghìn tỷ đô la. GDP is 28.78 trillion dollars. Số 1 là Trung Quốc. Number 1 is China. GDP là 35.29 nghìn tỷ đô la. GDP is 35.29 trillion dollars. Việt Nam đứng thứ 26. Vietnam is number 26. GDP là 1.56 nghìn tỷ đô la. GDP is 1.56 trillion dollars. Gia nã đại hay gọi là Canada đứng thứ 16. Canada is number 16. GDP là 2.47 nghìn tỷ đô la. GDP is 2.47 trillion dollars. Cảm ơn mọi người đã xem. Thank you for watching. Hy vọng gặp lại bạn lần sau. Hope to see you next time. Xin chào tạm biệt. Bye bye.